cái cầu dán để ngang cái mương. Tính ra quay cảnh thấy nắng đẹp, bây giờ ra tới đây là ổng hết nắng rồi, hết nắng quay không đẹp. Có nắng cái màu nó lên đẹp. Cái này là cánh đồng, này là cánh đồng ở Nam Uy. Bên đây là núi Cấm nè, còn ở phía bên kia đó là núi Dài. Đường này đó là đường mòn đi lên núi đó, nó đi dài lên trên núi. Bạn đây khá. Từ nào? À, đi làm gì? À. Đi coi ruộng hả? Mưa xế à? Thấy có mưa người ta coi, đi coi nước thôi, mấy cái bờ ruộng, nhiều khi ruộng bờ nó bị bể hay là gì. Cái này là cây thốt nốt mà. Giờ này người ta mới thả bò. Để dẫn bò lên núi. Ta không có thả dưới này được, tại vì dưới này người ta làm ruộng hết. Cái chỗ đó chỗ uống nước còn nhẫn đi nữa chứ không có cho ăn ở đây luôn.
dẫn lên núi. Mấy cái này là mấy cây táo, táo rừng nó fly, chay fly nè, táo rừng này. Con non quá ăn chát không hả? Phải cho nó chín chín vô ăn mới ngon nè. Cái này chát rồi, ăn thư tôm hơn không. Chưa chín nữa mà hái. Đâu cho nè, này trái chín nè, trái này ăn mới ngon nè. Bà phải trìa nè, bánh nà bánh đây nè. Nè, bữa nè, bà phải trìa nè, bánh chá nhà nó không mến nè kêu. Cái lẹ mục. Bữa nè lẹ mục thế ra. Chênh bà riêng nè nó. Sao trà sữa ấy không? Anh ấy bị lẹ mốc anh thọt nha. Để bây giờ tiếng hò